Chào các bạn, thì đây là một cái thí sinh khác cũng tham dự cái hành trình lột xác mùa 2 vừa rồi. Và chúng ta thấy là đối với bạn thì cũng can thiệp kiểu là trên khuôn mặt để giúp cho khuôn mặt xinh hơn và tươi hơn. Cái điểm can thiệp mà chúng ta thấy là thay đổi đẹp và tốt nhất là cái phần mũi. Trước đây thì mũi của bạn Linh là rất là thấp, sống mũi thấp và bè ra hai bên, cái phần đầu mũi cũng bị bẹp xuống. Thì bây giờ cái dáng mũi đã cao và thanh thoát hơn. Em có thể nghiêng mặt qua bên này cho các bạn cùng xem. Chúng ta thấy là cái dáng mũi ở đây có một cái độ cao rất là hợp lý, và phần đầu mũi cũng được dựng cao hơn, trụ mũi tốt hơn. Hai cái phần xương bè hai bên cũng được bác sĩ xử lý rất là tốt. Vì vậy nên nếu mà nhìn từ phía trước tới thì sẽ thấy được cái phần dáng mũi, trụ mũi và đầu mũi đẹp. Một cái điểm thứ hai nữa mà chúng ta có thể thấy là bằng một cái phẫu thuật cũng tương đối là đơn giản mà có thể giúp cho khuôn mặt nó thanh tú hơn, đó là cái phần cầm. Nếu mà trước đây thì bạn Linh thì có cái phần cầm rất là ngắn và bị là lẹm ra phía sau nhiều. Chúng ta thấy cái hình ngang cái phần mặt cầm rất ngắn ha. Thì bây giờ thì nhìn cái khuôn mặt của bạn thì sẽ thấy là cái nét thanh tú và rất là cái cầm rất là gọn ha. Và đầy đủ cái độ dài cân xứng ở trên cái phần khuôn mặt. Thì hai cái phẫu thuật về phần mũi và cầm là giúp cải thiện cái cấu trúc khuôn mặt và những cái điểm nhấn để mà làm đẹp hơn. Thì bác sĩ đã cắt mắt, tạo cái nếp mí đôi. Thì cái nếp mí của bạn Linh để phù hợp cho khuôn mặt thì chúng ta sẽ làm cái nếp mí nó hơi to để cho nó phù hợp với khuôn mặt của bạn. Thì hôm nay thì khám lại cái kết quả cho bạn thì thấy cái kết quả rất là tốt nhé. Thì mình gần như là có thể trở lại cái cuộc sống sinh hoạt một cách bình thường và làm việc. Có thắc mắc gì để hỏi bác sĩ nữa không? Thôi tốt rồi, mình về nhé.